Chào thầy cô, em sẽ làm cái clip ngắn này để em chỉ thầy cô làm một vài cái thao tác với lại biết cách theo dõi cái hồ sơ của mình có bị sửa chữa hay không á. Thì trước tiên là em nói thấy em thấy mọi người làm có cái phần nhập ngày tháng nó khá lâu á. Mọi người em ví dụ đi. Thì cái từ ngày tháng 5 đến ngày tháng 5 nào thì cô click vô rồi có người bấm vô đây để màu ve lại lâu lắm, thì cô gõ trực tiếp luôn để con rõ đây là gõ từng cặp, ví dụ như ngày là hai số, tháng là hai số và năm là bốn số, cứ gõ tới mà thôi. Ví dụ như ngày ngày 10 tháng 8 thì gõ 08 rồi 1990 gõ vậy. Ví dụ như sai thì nó nói tình trạng như vậy thì bấm đích con lấy con trỏ đích vào rồi bấm dấu xóa, xóa xong rồi nhập lại bình thường thôi chứ bấm ve ve nó lâu dữ lắm. Rồi. Rồi cái thứ hai là khi mà những thầy cô mà làm trong cái tổ qua nay đó tổ, thì thầy cô theo dõi giùm em mấy bữa cuối cùng á. Bữa cuối cùng em sẽ chụp cái này em gửi lên cho mọi người xem để mà biết mọi người coi biết. Tại vì có thầy cô hỏi là cái hồ sơ của mình lỡ có người khác vô chỉnh sửa thì sao? Người ta vô người ta phá, người ta sửa thì sao, làm sao biết? Thì mọi người theo dõi nè, khi ví dụ như thầy Bãi là tổ văn làm ngày 21 thì lưu lại là ngày 21 nè. Rồi ví dụ như tới cái bữa cuối cùng em chụp cái tên với lại cái ngày tháng năm nè. Em gửi cho thầy cô coi, thầy cô thấy ví dụ như thầy Bãi thấy ngày 23 mà vì nó ngay chỗ này là ngày 23 là cái hồ sơ của thầy Bãi đã bị một thầy cô nào khác vô tình nhắm lít vô rồi rồi lưu lại chẳng hạn. Xem nó xong rồi cái bấm lưu lại là nó sẽ thay đổi, thì thầy Bãi phải vô coi, coi cái hồ sơ của mình có bị gì không. Với là em chú ý thầy cô là hạn chế việc lít vô tên của giáo viên khác, hoặc là lít vô chỉ để xem thôi chứ đừng bấm vào chỉnh sửa, nó lỡ có sai thì cũng phiền. À, cái video em kết thúc video đây.